Kệ anh đi con, anh đang chơi điện thoại, kệ anh đi. Kẹo chơi công viên của kẹo đi. Kẹo ơi, chơi đi con. Ê, coi chừng chúng, chúng xích đâu, kẹo, xích ra. Chúng đây nè. Sao mà chạy không có nhìn vậy? Con mà ngồi lên cái đá chắc nó gãy quá. Ba ngồi ra tới đó, người ta phạt ba. Chị Kèo ơi, con đi con phải nhìn con để ý chứ. Có nghe mẹ nói không? Lỡ mà đụng cái dậy tông mà đập cái đầu xuống đất sao? Nghe mẹ nói không con? Coi chừng á, em nó ấy đứng cái bật cái cây vô mặt nó đó. Bể cái gì mà vậy?